Tại Chúa Giêsu là đứng vào lòng thương xót. Hôm nay chúng con tiếp nhận bệnh nhân Thập Thị Bác, người chị em của chúng con bị ung thư phổi ở giai đoạn cuối. Chúng con cầu xin Chúa phúc lành, chữa lành cho người chị em của chúng con. Chúng con cầu xin Chúa chúc phúc lành cho quý thầy và xin tất cả các bạn trong cộng đồng cầu nguyện cho quý thầy cũng như là cầu nguyện cho người chị em của chúng ta. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con kể gì đến Chúa nhân từ cho em hãy linh hồn được lên Chúa nghỉ ngơi. Sáng nay nhìn dễ nhìn nhìn cha và con xin mời thầy. Chúng con xin kính chào các bạn. Đây là bệnh nhân. Sao hai thầy biết ở đây mà hai thầy đưa Phật tử đến đây? Phật tử thỉnh là đi xem. Phật tử vô cũng lâu như này. Mới hồi trưa này. Tức là không cần suy nghĩ gì hết để mà cái con của mình bệnh là mình sẽ đi ngay nha. Đó, tinh thần rất là tốt rồi. Tinh thần nó rất là chúng con đây rất là ngoan quan minh mấy thầy nha. Các thầy cũng chưa biết ở đây là ông thôi. Chưa biết thì sao mà chúng con biết? Sao con biết? Dạ, chú nó thiệu chú có lên đây chữa chứ. Chú đó là chú nào? Thế nhìn qua cái hồ sơ thì sao mình không đi chữa ở bệnh viện Tây? Anh là chồng hả? Con là con hả? Dâu. Đấy. Con. Sao mình không đi chữa ở Tây mà mình chữa ở đây? Chữa không đó, chỉ chữa Tây Y nông thôi. Mà nói thì cái bệnh này là ở giai đoạn cuối nha. Cái phổi nó còn một chút xíu. Nhìn thấy phổi nó còn một chút xíu chỗ này thôi. Coi như là nó tràn dịch hết cái phổi vậy. Thì theo lý mà nói thì chúng con ở đây cũng chặn ca này. Tại vì ca này không đủ thời gian để trị. Tức là cái sức khỏe không đủ để trị. Sức khỏe không đủ để trị. Mà dồn lại cái tên của người bệnh đó là Thạch Thị Bé, cái tự nhiên trong bụng nó xuất trị là người Khmer ha. Chứ đúng ra là bình thường ca bệnh này là không phải Thạch Thị Bé. Bởi vì cái bệnh này là nhìn lên vô cái phổi này đó là mấy thứ này thấy rồi ha, nó chỉ còn một chút chỗ này thôi, còn sấm đen chỗ này thôi. Nguyên một cái phổi bên phải ha. Nguyên phổi bên phải này nó hoàn toàn mất hết rồi. Rồi ở dưới này nó là nước không, nó còn coi như là nó tràn hết trên này, là nguyên vùng này là nước không. Cho nên bệnh nhân này theo nguyên tắc là thời gian sống còn ngắn dữ lắm nha. Vậy thì cha nói như vậy thì người nhà phải chuẩn bị tinh thần ha. Chuẩn bị tinh thần để mình biết rằng đó là người thân của mình không phải dễ trị, không có phải dễ trị bệnh này đó. Thì bằng chứng lá phổi mà chúng ta đang trị ung thư phổi thôi. Vậy thì chúng con cũng không có phải suy nghĩ gì về căn bệnh này, nhưng mà chúng con suy nghĩ chỗ là cứu mạng thôi. Cứu mạng thì quý thầy dẫn Phật tử đến đây thì chúng con cũng từ chối được. Con không từ chối được gì cái công đức của quý thầy, cho nên chúng con sẵn sàng tiếp nhận. Nhưng mà chúng con cũng nói trước để quý thầy không phải ngạc nhiên, không phải ngạc nhiên vì căn bệnh này. Dĩ nhiên thì nói theo thế gian là mình phước chủ mai thầy, còn nói theo thiên liêng thì chúng ta cũng phải
trì chú đại bi thôi này ha, để cho Phật tử được tai qua nạn khổ nha. Rồi chúng ta cũng dùng thuốc, chúng ta cũng sẽ dùng thuốc, nhưng mà chắc chắn là cái này lên bệnh viện Phật Lòng Thạch là chạy. Có lên Phật Lòng Thạch chưa? Chạy không? Chạy. Bệnh nhân dòm vô là chạy liền, không có bác sĩ nào mà dám can đảm mà trị hết. Nhưng mà chúng con đã sẵn sàng, nhưng mà chúng con nói trước để người nhà cũng có thể ngạc nhiên nha. Ví dụ như chúng con trị cũng nổi nữa thì chúng con sẽ có cách thông báo cho quý thầy với người nhà. Đó là tinh thần mà chúng ta chữa bệnh mình như vậy nha. Tại vì nhìn vào cái bộ hồ sơ này, đúng là đây là bản án tử, đây là bản án tử cho bà Thạch Thị Bé. Tức là mình không biết ngày nào bà chết, nhưng chắc chắn bà phải chết nếu như bà ở nhà. Mà hiện giờ nếu bà đi Tây đi thì cũng không chữa trị được luôn. Cuối cùng là bà Thạch Thị Bé chỉ còn có chỗ này thôi, còn có một chỗ duy nhất là ở đây. Nếu như ở đây mà nãy tụi con không nhận nữa là bà nhất định mà bị gì cũng hỏi bà mất hết. Vậy thì kính thưa quý thầy, chúng con sẽ cố gắng đi hết khả năng của chúng con nha, đi hết những gì chúng con có thể cứu bà được thì chúng con sẽ sẵn sàng cứu bà. Nhưng trên tinh thần thì chúng con nói trước là như vậy, là bệnh này là nó đã hết hạn, giống như là hết hạn sử dụng rồi, giống như là mình mua một cái món quà thì nó hết hạn sử dụng. Nhưng con người là khác, con người nó huyền nhiệm lắm. Nó theo đạo Cao Đài là nó đạo Phật chứ, là nó linh thiêng, linh thiêng lắm. Chúng ta nói theo khoa học thì chúng ta chạy đó, nhưng mà nói theo thiên liêng thì chúng ta trông cậy, chúng ta trông cậy vào Thiên Chúa, trông cậy vào Đức Phật, trông cậy vào Thượng Đế an bàn cho bà nha. Vậy trong quá trình bà điều trị bệnh ở đây thì bà phải cố gắng tụng kinh nha, niệm Phật nha. Có chuỗi Phật không? Trước đây ở nhà có hay đi chùa không? Thì mình tụng bằng miệng nha, Nam Mô A Di Đà Phật nha, hoặc là tụng cái kinh gì đó, kinh giảng sanh ha. Thì thôi mình biết được gì mình cầu nguyện nấy nha. Còn chúng con cũng mong quý thầy về chùa để cầu nguyện cho bà nha. Hợp tác với tụi con để cầu nguyện cho bà nha. Rồi tụi con ở đây tắt, mình tạm gọi theo khoa học là còn nước còn tát, còn nước còn tát, hết nước thì bắt cá luôn đi. Mình cứ còn nước còn tát hoài nha. Thì bệnh này trong kệ và thiên liên là chính. Còn chúng con ở đây cũng cầu nguyện đọc kinh, thì chúng con cũng dùng thuốc để trị cho bà. Thì như nãy con đã nói đó, thấy cái hồ sơ là thấy sợ liền, ra chỗ nhưng thấy chữ Thạch. Ủa Thạch là thấy làm như nó cũng có một cái niềm vui gì đó. Mình cũng muốn bỏ bà, muốn cho bà về ha, cố gắng mình trị hết sức của mình ha. Thì như vậy thì chúng con sẽ trị bằng cả tấm lòng, nhưng nếu mà chúng con trị qua khỏi thì mình cảm ơn trời Phật vô cùng. Mà nếu chúng con trị không qua khỏi thì có buồn không? Quý thầy có buồn không? Hả? Không được buồn ha. Tại vì mình đâu có muốn giữa quý thầy với tụi con em, mình đâu có muốn thôi nè. Mình muốn trị mà. Chị có buồn không? Nếu trị không khỏi chị có buồn không? Không buồn nha. Con có buồn không? Con có buồn không? Không buồn nha. Nhưng mà mình hãy tin thôi. Cái gì cũng vậy, cái lòng tin nó quan trọng hơn nha. Lòng tin nó rất là quan trọng. Trong giai đoạn này thì người bệnh, người khỏe, người thầy, người thuốc đó, và các sư, tất cả đều dồn công đức cho người bệnh. Tất cả đều dồn công đức cho người bệnh để chúng ta cứu một mạng người mà hơn là xây mấy pháp chùa. Nên chúng ta dồn tất cả các công đức của chúng ta còn lại cho người bệnh. Con cũng nói sơ về cái bệnh tình của chị Thạch Thị Bét này. Thế chị có biết lý do gì chị bệnh không?
Con biết lý do gì con bệnh không? Con không biết nữa. Không biết nữa. Ho, đau ho. Làm nghề gì mà tắm đi? Bán quán. Bán quán à? Bán quán gì lớn không? Bán nhậu chai gì đó. À. Thế mới nó tức ngực hoài. Ừ. Thì các bác sĩ sẽ nhập viện. Và cũng 4 năm tháng. Ừ, 4 năm tháng nay rồi. Nhưng mà không có vô quá trị, xạ trị. Vậy chỉ biết vậy thôi rồi bắt đầu biết bệnh thôi. Thế tắm đêm không hay gọi là bệnh? Tắm đêm thì tắm mát thôi có gì ha. Nhưng mà thật sự thì ngày hôm nay người ta đang nghiên cứu về cái vấn đề ung thư phổi á. Thì người ta khi mà phát hiện ra một người ung thư phổi thì người ta cho là có thuốc lá, hay là mình tắm đêm, hay là mình vân vân. Tức là tất cả những cái mà mình nói đó là lý do ngoại tại, tức là lý do từ bên ngoài tác động vào, là mình cho là mình ung thư. Nhưng mà mình còn một lý do nội tại nữa. Lý do nội tại đó là lý do từ bên trong nó phát ra. Từ bên trong nó đẩy ra. Mà rõ ràng cái bệnh này không là từ bên trong nó đẩy ra. Vậy thì không phải là mình hít khói bụi hay là mình tắm đêm mà nó ảnh hưởng tới hết cái hai lá phổi này. Không đơn giản vậy. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái mình nạp thức ăn không nano dần. Quý thầy có từng nghe nói tới thức ăn không nano không? Chưa nghe bao giờ. Cái thức ăn mà chúng ta nạp hàng ngày, cái thức ăn đó nó làm cho chúng ta bệnh tật. Đó chính là động vật. Tại vì động vật nó là thức ăn không nano. Mà chúng ta nạp cái thức ăn này vào mỗi ngày thì đương nhiên là chúng ta sẽ bị bệnh. Chắc chắn chúng ta sẽ vậy. Thì mình nói như thế thì ông bà tổ tiên của mình cũng đã nạp thức ăn này mà sao không bị bệnh? Bệnh chứ. Nhưng mà ông bà tổ tiên mình ngày xưa đâu có biết mình ung thư phổi, biết mình già chết hoặc là mình chết vì lý do gì đó thôi. Còn sao hôm nay công nghệ tiên tiến rồi thì khi mình lên bệnh viện thì tự động là khoa học người ta khai đau lên, tức là ta tìm kiếm ra và phát hiện ra cái bệnh đó có tên đó. Ví dụ như ngày xưa ông bà tổ tiên mình bị bệnh tai biến thì mình đâu khoa học nó chưa có tìm ra được cái từ tai biến hay đột quỵ thì nó cho là không đọt, không gần gánh. Còn ngày hôm nay thì khoa học đã tăng tiến lên rồi, người ta không cho nó là không gần gánh mà người ta cho là tai biến hay là đột quỵ thế này. Vậy thì ngày xưa cũng có cái bệnh này, cũng có bệnh ung thư phổi này, cũng có một cái loại ung thư đó. Nhưng mà khoa học chưa có đọc được nó là cái tên bệnh gì thì người ta không biết. Chỉ là ông bà tổ tiên mình sống ở nhà quê, sống ở cái nơi sinh ra, nhà quê sống ở cái nơi mình sinh ra cho đến lớn lên rồi bệnh rồi chết luôn, chứ mình đâu có miếng thuốc nào trong miệng, phải không? Mà mình có uống thuốc đi chăng nữa thì cũng uống thuốc thường thôi, hoặc là đâu có kinh tế mình đâu có đủ mạnh để mình đi đến nơi đó. Đi đến những nơi cao cấp để mình chữa trị. Do vậy mà cái bệnh ung thư này nó có từ ngày xưa đến bây giờ, chứ không phải có từ mới đây. Bây giờ mình nói nó có từ ngày xưa đến bây giờ là có từ đâu? Xưa nó có từ trước khi mà Đức Phật xuất hiện, khi mà Đức Phật ra đời. Nó đã có trước rồi, nhưng mà con người mình không hiểu được. Đức Phật, khi mà Đức Phật ra đời thì cái bệnh ung thư này đã có rồi. Đã có bệnh ung thư này rồi, nhưng mà khoa học chưa tiến bộ cho nên con người không đọc ra được bệnh đó là bệnh ung thư. Ví dụ, khi Đức Phật ra đời thì Đức Phật nhìn trong một cái ly nước nó có bao nhiêu con vi khuẩn đó. Các bạn biết chuyện này chứ. Thì ngay từ thời đó mà Đức Phật đã đọc trong một cái ly nước là nó có bao nhiêu ngàn con virus. Mà ngày hôm nay thì khoa học người ta điếm lần tới người ta xác tính là Đức Phật hồi xưa Đức Phật nói không ai nghe, mà bây giờ khoa học điếm lại là đúng như Đức Phật thôi. Tại vậy như này, bắt đầu khoa học đi theo những lời của Phật,
khoa học đi theo những lời của Phật không? Do vậy mà bây giờ là nhà bác học vĩ đại của thế kỷ 21 này, 19 này đó, là nhà bác học Einstein là đã công nhận là Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại. Tại sao gọi Đức Phật là một nhà khoa học vĩ đại? Bởi vì những lời của Đức Phật nói ngày xưa thì ngày hôm nay khoa học chứng minh lần mà chứng minh tới đâu thì lời nói đó đúng đến đó. Nhưng mà có một điều này khoa học không chịu chứng minh. Ví dụ như là Đức Phật nói cái ly nước này nó có 3600 mấy chục vi trùng, thế nhân ví dụ, thì khoa học chứng minh được trong ly nước này nó có vi trùng thật sự như vậy thì tự nhiên khoa học tin cái lời của Đức Phật. Nhưng có một cái lời này Đức Phật nói mà khoa học không chịu nghe: không được sát sanh hại vật. Cái lời này là lời của Đức Phật đó, nhưng mà con người không chịu nghe. Và chính vì cái chỗ mà con người không chịu nghe cái lời này cho nên ngày hôm nay nó mới đâm ra cái chuyện là bị tất cả các loại bệnh này. Đức Phật thì chứng minh nói bao nhiêu lời hết, khoa học thì đi theo đúng hết hoàn toàn đúng hết. Nhưng có một cái lời mà Đức Phật nói là không được sát sanh hại vật. Cuối cùng xã hội và con người và khoa học không nghe và không chịu chứng minh điều đó nữa. Tại sao khoa học không chịu chứng minh điều đó? Nó có lý của khoa học, là bởi vì khi Đức Phật còn tại thế 49 năm hoằng pháp thì Đức Phật dạy cho các tỳ kheo, các chúng tăng rằng không được sát sanh hại vật. Nhưng Đức Phật không có dạy cho các tỳ kheo là phải ăn cái gì. Thầy không dạy không? Hay thầy không dạy không? Đức Phật không dạy ăn cái gì. Đức Phật chỉ dạy là mình không được sát sanh hại mạng thôi. Đức Phật không dạy mình ăn cái gì. Do vậy mà thời Đức Phật thì Đức Phật đi quá duyên. Đi quá duyên tức là cầm cái y bát đi xin. Đó nè, đi từng nhà đi khất thực. Thì hãy ai muốn bố thí cho Đức Phật tìm gì thì bố thí. Nhưng mà tại sao Đức Phật làm như vậy? Bởi vì Đức Phật muốn tạo cho tất cả mọi chúng sinh đều có phước. Phải vậy không thầy? Khi mà Đức Phật cầm cái y bát đến nhà mình, Đức Phật có phải là người nghèo? Đức Phật có phải là người khổ? Đức Phật là thái tử mà, là thái tử Tất Đạt Đa, là con của một vị vua. Đó nè, vua cha của Đức Phật là Tịnh Phạn mà, hoàng hậu là Ma Gia. Vậy thì Đức Phật có phải là người nghèo? Đức Phật có phải là người không có quyền thế? Nhưng mà Đức Phật cầm cái y bát, cái bình đắp cái y, cầm cái bát đi xin là Đức Phật muốn cho mọi người có phước. Và chính Đức Phật muốn chia cái phước đó cho mọi người, cho nên Đức Phật mới làm cái công việc này. Ngày hôm nay lâu lâu mọi người mình đi ra trên đường mình cũng thấy các thầy cầm cái bát đi khất thực đúng không? Cũng còn có cái chuyện này. Vậy thì các thầy đã diễn tả lại cái cuộc đời của Đức Phật rất là sát với Đức Phật. Nghĩa là Đức Phật đã làm cái gì, đã nói gì thì các thầy bên phái Nam Tông này, này là bên phái Tiểu Thừa, các thầy là phái Tiểu Thừa, thì bên phái Tiểu Thừa này diễn tả lại tất cả những gì mà Đức Phật đang làm. Bằng chứng cụ thể nhất là cầm cái đắp cái y, cầm cái bát để mình đi khất thực. Là ở đây không phải nói rằng là các thầy nghèo, mà nói rằng là các thầy đang muốn cho tất cả các Phật tử tạo cái phước cho mình. Và khi Đức Phật nhận cái đồ cúng dường đó thì ắt hẳn là những người cúng dường thì những người đó là Đức Phật chia phước cho họ. Thế thì điều mà Đức Phật dạy cho con người là không được sát sanh hại vật. Nhưng điều mà Đức Phật không dạy cho con người ăn cái gì. Do vậy mà khoa học không chứng minh cái câu này. Khoa học không chứng minh cái câu này cho nó đúng với Đức Phật. Mà khoa học chỉ chứng minh là ví dụ như trong ly này có bao nhiêu vi trùng thì khoa học chứng minh được đó. Nhưng mà đến cái câu này thì khoa học không chứng minh, là bởi vì Đức Phật không có dạy ăn cái gì cũng được. Hơn là ăn cái gì cũng được. Và ngày hôm nay khoa học lại chứng minh ngược trở lại là động vật là thức ăn không nano.
Tức là cái thức ăn con động vật nó không phải là thức ăn dành cho con người. Thế thì khi con người ăn động vật thì nó mới đâm ra tất cả những cái bệnh gọi là bệnh hiểm nghèo, mà bên đạo Phật gọi là bệnh nghiệp, bên đạo Công giáo gọi là đền nợ má, còn bên khoa học gọi là bệnh hiểm nghèo, bệnh quái ác hay là bệnh nan y, vì bệnh nó chữa không được. Còn bên đạo Phật gọi là bệnh này là bệnh nghiệp, là mình phải trả nghiệp. Thế nào, còn bên Công giáo gọi là đền nợ má. Vậy thì rõ ràng cái chỗ mà khoa học không chứng minh theo cái lời của Đức Phật là bởi vì Đức Phật dạy không ăn, dạy không được sát sanh, mà Đức Phật không dạy cho các chúng sinh, các tỳ kheo ăn cái gì. Từng nghe nghe qua chỗ này thì khoa học không chứng minh, và chính vì cái chỗ khoa học không chứng minh đó cho nên tất cả những người theo Phật ngày hôm nay là chia ra hai phái vậy. Sau khi Đức Phật nhập niết bàn thì tức khắc bên đạo Phật chia ra hai phái, một bên Nam tông và một bên Bắc tông, mà các thầy ở đây là bên Nam tông. Nam tông. Vậy thì hiện nay các thầy đang đi theo sát cánh với Đức Phật là ăn gì cũng được, miễn là không nghe, không thấy, không ngửi, không xin thì mình ăn cái gì cũng được. Và ăn cái gì cũng được, nó sẽ ra những người. Bởi vì cái thức ăn này không phải là thức ăn dành cho cơ thể con người, là động vật, nó không dành cho cơ thể của mình. Cho nên khi mình ăn thức ăn này vô, đương nhiên là đến một ngày nào đó mình sẽ bị, nói theo đạo Phật là mình sẽ bị trả nghiệp, mình phải đền mạng, mình phải đền mạng chúng sanh. Vậy thì ở bên Nam tông thì mình được ăn mặn, phải không thầy? Mình được ăn mặn. Còn bên Bắc tông thì mình không được ăn mặn, vì nếu mình ăn mặn là mình phải đền mạng chúng sanh, hoặc là mình phải trả lại cái nghiệp đó. Vậy thì một bên được ăn, một bên không được ăn. Một bên thì được ăn, thì cái bên mà không được ăn là bên Bắc tông. Vậy thì bên đó nói rằng nếu mày ăn mạng sống thì mày phải trả, phải đền mày, và phải trả cái nghiệp báo. Vậy thì bên Nam tông ăn, vậy thì bên Nam tông nói sao đấy? Thắng à? Vậy thì bên Nam tông sẽ đưa ra một cái lý thuyết rằng không nghe, không thấy, không ngửi, không suy thì chúng ta ăn được. Bây giờ cha lấy ví dụ, bây giờ đây là trái ớt, mình ăn vào thì cái tác dụng của cái công dụng của trái ớt, mình ăn vào là nó cay. Vậy mình ăn trái ớt vô mình cay là mình có được, mình nó cay thì mình hỏi là ủa cái gì cay vậy, thì mình phải tìm hiểu có cái gì cay là mình tìm hiểu ra trái ớt liền. Vậy thì mình đâu thể nào mà nó không nghe, không thấy, không ngửi, không suy được. Anh ăn trái ớt là nhất định phải cay, mà hễ cay là tự khắc anh biết nó là ăn không được. Vậy thì bên Bắc tông là anh ăn mạng sống của nó, anh phải trả mạng thôi. Còn bên Nam tông thì ăn mạng sống được, nhưng mà dùng từ là không nghe, không thấy, không ngửi, không suy là mình cứ ăn. Vậy thì mình ăn ngay trái ớt thì mình nói sao là không phải trái ớt, mình nói suy sao không phải. Đó nè. Do vậy ngay chỗ này nó bị một cái, nó gọi là một cái trục trặc ngay chỗ này. Mà cái trục trặc ngay chỗ này không phải do các thầy, không phải do các đệ tử của Phật, mà do chính Đức Phật không dạy cụ thể không được sát sanh hại vật thì phải ăn cái gì, mà Đức Phật thì không chỉ ăn cái gì, cho nên các tỳ kheo phải có cái cách ăn cái gì để sống, để thờ Phật tiếp tục. Và cũng chính vì cái ăn cái gì đó mà không nghe, không thấy, không ngửi, không xem, nó sẽ đâm ra bệnh như thế. Mà khoa học ngày hôm nay thì chứng minh anh không nghe, không thấy, không ngửi, không xem, nhưng anh vẫn phải bệnh, vì đây không phải là thức ăn. Đó. Anh giờ có thể nghe được hết cái gì? Không nè, rõ ràng như vậy. Còn bên đạo Công giáo của tụi con thì nó sai hoàn toàn, là ăn động vật. Bên đạo Công giáo mà kinh điển thì không có nói vật dưỡng nhân, nhưng mà con người, những người đạo Công giáo cho là vật dưỡng nhân. Vậy thì bây giờ bây giờ mình đang ở đây, mình đang ở đồng bằng, mình gặp con chó, con mèo, con heo, mình nói nó là vật dưỡng nhân. Mà lỡ thì đi vô trong rừng có mình thầy với con cọp thì thầy nói vật dưỡng nhân là nhân, con cọp nó nói nhân dưỡng vật. Thắng nè,
Ở đây mình thấy con heo, con mèo, con chó, mình nói giặt dưỡng nhân, mình ăn thịt nó được. Nhưng mà mình vô trong rừng hai tay không, mình gặp con cọp thì đương nhiên con cọp nó sẽ nói ngược lại là nhân dưỡng giặt, là mình dưỡng cho nó. Thế này, không được. Như vậy, cái thức ăn mà nhân loại ngày hôm nay đã ăn, đó là thức ăn làm cho con người ra đau khổ. Và ngược lại, chúng ta nói rằng chúng ta đi tu thì cái chuyện ăn uống cũng quan trọng. Quan trọng lắm. Vì cái chuyện ăn uống nó là đầu cội rễ của mọi sự. Nếu chúng ta không ý thức đến cái thức ăn thì đằng sau lưng cái chuyện ăn uống đó nó sẽ lủng củng biết bao nhiêu chuyện mà chúng ta không thể nào thờ Phật, thờ Chúa hay là chúng ta thi hành cái sứ vụ chúng ta một cách an toàn được. Bởi vì rõ ràng chúng ta phải ý thức rằng cái con người ta không được ăn động vật. Vì chúng ta ăn nó là chúng ta ăn nó là chúng ta ăn sang. Đó là như vậy đó. Vậy thì bà Thập Thị Bét này ngày hôm nay mà bệnh như thế này là quả thật là bà do bà ăn động vật mà đó. Nhưng mà bây giờ bà cũng không trách bà được là bởi vì bà có biết không? Không nè, hiện tại bây giờ quý thầy đây cũng không biết ăn cái đó là sao. Không nè, không biết ăn cái đó là sao. Do vậy mà cuối cùng bà Thập Thị Bác này bệnh, chuyện này là bình thường. Vậy thì khi bây giờ bà trở về đây cha trị bệnh thì cha sẽ đưa bà trở về với một cái thức ăn mà gọi là thức ăn nano. Thức ăn đó là thức ăn mà đúng như Thiên Chúa đã an bài là cây cỏ mà hạt giống. Đúng như bên Đức Phật dạy mình không được sát sanh hại vật thì mình phải ăn chay trường. Phải ăn chay trường. Ăn chay trường có nghĩa là ăn cây cỏ mà hạt giống. Do vậy mà ngày hôm nay khi mà bà về đến đây thì cha chữa bệnh cho bà một cách là ăn cây cỏ mà hạt giống nha. Vậy thì cha tóm lại, bệnh của con ở đây là do con động vật mà đây nha. Vậy thì bây giờ con phải trở về với cái thức ăn mới nha, trở về cái thức ăn mới để con được hết bệnh nha. Thì chúng con chia sẻ với quý thầy nha, với bệnh nhân. Đây là cái mà nãy giờ con chia sẻ với quý thầy, đó là cái quý giá nhất để chúng ta thấy được cái cội rễ chúng ta đang bệnh, cái lý do mà chúng ta bệnh. Và để tránh đi cái bệnh này thì chúng ta trở về cái thức ăn mà gọi là thức ăn nano, gọi là trái cây mà hạt giống nha. Là như vậy. Điểm thứ hai, bây giờ khi chúng ta trở vào chúng ta khám bệnh thì ở đây là chúng con khám bệnh miễn phí, chúng con chữa bệnh không mất tiền, không phải trả tiền. Thì khi bệnh nhân chữa bệnh không phải trả tiền thì bệnh nhân phải làm hai cái giấy. Thứ nhất là cái giấy xin khám bệnh không phải trả tiền. Thì bệnh nhân nào cũng vậy, hãy vô đây khám bệnh là phải ký tên vô để khám bệnh không phải trả tiền. Vậy thì cái giấy này xin mời cô bé ha, cô bé ký vào. Ký cái đơn này là không phải trả tiền. Đó. Chưa. Ký luôn cái này. À, viết ghi vậy, viết ghi vậy. Xin mà chúc mừng con là khám bệnh không phải trả tiền nha. Đến ngày khi con ra viện con không phải trả tiền, con chỉ có tốn tiền phòng trọ thôi nha, tốn tiền phòng trọ với tiền mua mấy xong mấy cái nồi á để mình nấu cơm nha. Vậy thì
thì con có một cái điều kiện hết sức là thuận lợi là con khám bệnh không phải trả tiền nha. Điểm thứ hai, khi con vào trong này con khám bệnh là con phải làm một giấy cam kết. Cái giấy cam kết này nó có một cái quyết định là khi con trong quá trình chữa bệnh con ở đây mà nếu xảy ra con bị chết thì con không được thương tiện, hiểu không? Tại vì bây giờ con bệnh con giờ đâu có biết chết lúc nào. Thì bây giờ lỡ nửa chừng đêm tới sáng con bị tắc nghẽn chết queo bắt đầu thưa quý thầy với thưa cha là sợ tù cho nổi. Hắn nè, ví dụ như chồng con nói bây giờ hai thầy đưa vợ con đi đâu tới chỗ gì trị bệnh gì, giờ vợ con chết rồi. Giờ là khó hai thầy nói sao đây? Hắn nè, nọ hoặc là làm khó cha cũng không được. Hắn nè, như vậy con muốn trị bệnh con phải ký tên vô đây là nếu con chết thì gia đình vợ con là không được làm khó. Nhé, được không? Con chấp nhận vậy không? Chứ còn cái bệnh này là bệnh mùi lắm rồi nha, bệnh mùi lắm rồi. Cho nên ở đây thì cha trị bệnh thì cha cố tình trị cho sống chứ không phải mình trị chết, nhưng mà trong quá trình điều trị không biết chuyện gì xảy ra thì công nhận không? Không biết chuyện gì xảy ra, lỡ mà xảy ra bà chết đi rồi hai thầy cũng bị khó mà bên tụi con cũng bị khó luôn. Phải không? Do vậy mà mình làm rõ ngay từ đầu thì sau này đằng sau lưng không bị lủng cụng nha thầy ha. Vậy thì chúng con cũng sẽ ký tên vô trong này để làm bằng chứng ha. Chúng con là những người chịu trách nhiệm để mà ký tên vô để mà chữa trị cho cô bệnh này. Thì trong cái giấy cam kết này thì có người bệnh ký, đã có ban diện chẩn ký và có quý thầy ký nha, để mình làm chứng cho nhau sau này mình không có bị lung tung. Bây giờ hai thầy ở cùng một chùa ha, vậy xin một thầy ký tên làm chứng vô trong này nha. Thầy nào? Thầy lớn vậy ha, thầy trụ trì. Rồi, bây giờ trong cái bộ hồ sơ này mình có đầy đủ nha quý thầy nha. Có người bệnh ký tên, có người con làm chứng, có quý thầy làm chứng, có ban diện chẩn ký tên, và kể cả có con ký tên trong này nha. Để mình cùng làm chứng cho nhau, sau này mình cùng lên một xuồng để chữa bệnh nha. Rồi nếu như mà có lỡ mà trúng gió trúng giông mà có chết thì mình cũng phải vui lòng nha. Tại vì cha thấy kết luận lại là cái bệnh này đến đây là nơi cuối cùng nha, không còn chạy đâu nữa hết, giờ cũng chạy đến đây là nơi cuối cùng. Sống thì mình rất là vui vẻ hân hoan, mà chết thì mình phải mãn nguyện luôn nha, tại vì không còn nơi nào để chứa mình nữa nha. Vậy thì đó là cái nguyên tắc mà tụi con khám chữa bệnh ở đây nha quý thầy. Cái phần giấy tờ hồ sơ coi như mình đã xong nha, bây giờ giao lại cho quý thầy ban diện chẩn để mà chữa bệnh cho người chị em của chúng ta là Thập Chị Bét nha. Rồi bà có mãn nguyện không, có ý kiến gì không? Có ý kiến gì không nói cho cha nghe coi. Thầy nói lớn luôn. Giúp trị hết bệnh, giả dụ như cha trị không hết bệnh thì sao? Cũng mãn nguyện luôn nha. Đương nhiên hồi nãy con chưa vô cổng thì con xin, còn khi con đã vô cái cổng này rồi con không xin nữa, tự động ta có cách trị. Hồi nãy còn ngoài cổng nó mới xin á nha, mà hãy mở cổng vô rồi là con không xin nữa, tự động ta có cách cho trị liền nha. Vậy thì điều quan trọng hồi nãy trước khi cha làm cái nghi thức này thì cha nói là mình phải cầu nguyện nha. Bây giờ này con không mua được cái gì nhà mà xin cầu nguyện, rồi vô chùa cúng Phật nha, rồi xin quý thầy cũng xin thường xuyên cho bà xã nha. Rồi có một điều cha nói thêm, ngày hôm qua mình ở nhà mình không có bệnh tật hết, mình vui vẻ lắm, mình nhiều khi mình không biết thầy đâu nữa, mình không thấy chùa, đi ngang chùa mà không dọn chùa,
bắt đầu hôm nay tự nhiên đùng cái phát bệnh ra mình ung thư phổi giai đoạn cuối, tự nhiên cái nơi đó cần thầy dẫn mình đi, tự nhiên mình nhớ lại chùa, nhớ lại thầy, mình nói ủa không quen thầy nữa. Thấy nè, vậy thì hôm nay mình được thầy dẫn mình đến đây, đây là một cái phước đức lớn vô cùng nha, một cái công đức lớn vô cùng. Mọi người phải cảm ơn quý thầy nha. Và mọi người bắt đầu từ hôm nay trở đi phải nhớ mình đang ở chùa nào, hãy nhớ mình ai là thầy của mình, hãy nhớ mình tam bảo ở đâu, hãy nhớ là Đức Phật ba ngôi báo, Phật pháp tăng ở đâu. Và không phải nhớ chùa mình đang ở mà nhớ tất cả mọi cảnh chùa mà mỗi khi mình có cơ hội đi ngang qua mình đã đều dâng hoa cúng Phật hoặc là cúng dường cho Đức Phật, cho quý thầy nha. Thì đó là cái để nhắc nhở những người bệnh nhân nha, những người nhà cũng như là quý thầy. Hôm nay quý thầy có cơ hội mà dẫn Phật tử đến đây thì hiện giờ công đức của quý thầy khác lắm. Thôi nè, hôm qua mình bình thường lắm, mà hôm nay mà phát hiện ra Phật tử là thỉnh mình đi cho mình đi gì rõ ràng cho thấy lòng từ bi của quý thầy không. Và nãy nghe người nhà hỏi là một thầy đi được rồi thì quý thầy lý do sao mà đi hai thầy thì chúng con không biết. Lạ không? Không dám đi mà chúng ta phải đi. Đi tới đây là thấy quen rồi ha. Vậy em xin thầy chia sẻ cho chúng con. Sớm bình phục trở về lo lắng cho chồng con, cho chùa chiền, cho quê hương, cho chòm xóm, cho đạo Phật của bà. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con, nhân nhân cha và con và thánh thần. Chúng con mời quý thầy đưa bệnh nhân vào trong đó và quý thầy hết trách nhiệm nha.
Rồi chúng con mời quý thầy xuống dùng chút nước nhé. Chào thầy nhé. Thầy đưa bệnh nhân vô trong nhé. Có xe đẩy đi cũng dễ mà.